Liên Chiêu Thập Phương, Hoàng Liên Tâm An Bình, Pháp Giới Biến Cương Thường, Tử Liên Vô Úy Ngài, Hồng Liên Chi Huệ Sinh, Thanh Liên Tình Du Huệ, Chiêu Thập Phương, Hoàng Liên Tâm An Định, Pháp Giới Biến Cương Thường, Tử Liên Vô Úy Ngài, Hồng Liên Chi Huệ Sinh, Thanh Liên Tịnh Du Huệ, Chiêu Thập Phương, Hoàng Liên Tâm An Định, Pháp Giới Biến Cương Thường. Namaskar, chào mừng quý vị và các bạn đã đến với mật mã âm nhạc hôm nay. Thưa quý vị và các bạn, chương trình hôm nay thì Tiến Mạnh xin được giới thiệu với quý vị một cái chủ đề cũng hết sức là thú vị, đó chính là thủ ấn ngũ liên hoa và tâm ấn cũng như những cái ý nghĩa của nó. Như chúng ta đã biết thì hình tượng của hoa sen hay còn gọi là liên hoa ấy, thì nó đã đi vào trong những cái ý thức về tâm linh của Phật giáo cũng như là trong cái văn hóa của người Á Đông, và đặc biệt là trong đó có người Việt Nam. Cái nguồn gốc của hoa sen thì nó cũng được khởi sinh từ Ấn Độ rồi sang các nước ở Đông Nam Á như là Trung Quốc, như là Việt Nam, như là Nhật Bản, như là Hàn Quốc, vân vân. Và đặc biệt hoa sen ở Việt Nam, hoa sen hồng của Việt Nam cũng được chọn làm quốc hoa. Và có một cái điều hết sức là thú vị là chúng ta cũng đã biết là khi nhắc tới hình ảnh của hoa sen ở trong văn hóa của Phật giáo thì nó là một cái biểu trưng hết sức là đặc biệt, biểu trưng cho sự thanh cao, sự giải thoát, sự giác ngộ, trí tuệ và rất nhiều những ý nghĩa thâm sâu khác. Nó đã đi vào trong cái đời sống tâm thức của biết bao thế hệ của chúng ta. Thế và đặc biệt là trong những cái hành trì của Mật Tông Phật giáo thì hình ảnh của hoa sen trong các cái bộ ấn chú gọi là đại thủ ấn cũng giữ vai trò hết sức là quan trọng. Và trong cái chương trình hôm nay thì Tiến Mạnh xin được giới thiệu đôi nét sơ qua về hình tượng của hoa sen trong đại thủ ấn của Mật giáo. Trên thực tế chúng ta biết là trường phái Mật Tông của Phật giáo có sự kết hợp giữa các cái hành trì về bát ấn, về kết ấn kết hợp với trì chú, có nghĩa là các hành giả của Mật Tông mà khi mà hành trì hoặc là khi mà tu tập, hành trì tu tập thì có một cái sự kết hợp giữa thủ ấn và đọc những cái câu tâm chú, những câu chân ngôn kết hợp với nhau để tạo ra một cái năng lực, và nó là một cái con đường tu tập hết sức là công phu gian nan. Và trên thực tế những cái thông tin về đại thủ ấn trong Phật giáo thì thường là không được truyền ra ngoài. Đấy là cái nguyên tắc. Thế tuy nhiên trong đời sống của chúng ta hiện nay thì cũng có một số những cái thủ ấn cũng hết sức là phổ biến, nó đã đi vào trong một cái đời sống. Thì đây là cái ý tưởng mà Tiến Mạnh cũng giới thiệu với quý vị và các bạn, một số những cái thủ ấn là phổ biến và được phép phổ biến để rộng rãi tới công chúng. Bởi vì chúng ta cũng bắt gặp những cái hình tượng, cái ấn chú trong Mật Tông cũng hết sức là phổ biến, đã đi vào trong đời sống. Và Tiến Mạnh cũng xin được nhắc lại là trên thực tế những cái bộ đại thủ ấn của Mật Tông, của Phật giáo Mật Tông thì thường là chỉ truyền trong giới của những người, của những hành giả tu tập về Mật Tông. Và khi tu tập thì họ kết hợp giữa cách bắt ấn, giữa đại thủ ấn với trì chú để có được một cái hiệu quả, một cái năng lực nhất định. Thế còn các cái ấn chú của Mật Tông thường là không truyền ra bên ngoài, và chỉ có những cái ấn chú mà nó rất là phổ thông, rất là phổ biến, nó đi vào trong đời sống
và nó đã công khai ở trong các cái lễ đăng đàn, cũng như là để đưa vào đời sống để giúp chúng sinh có những cái để mà hành trì hoằng pháp về Phật giáo. Thì hôm nay Tiến Mạnh cũng bà muội xin được giới thiệu với quý vị và các bạn những hình ảnh rất là quen thuộc như vậy. Và hầu như nếu như những người quan tâm về cái bộ thủ ấn, đại thủ ấn, thì chúng ta cũng thấy có rất nhiều những cái tư liệu sách in rồi là trên các cái nền tảng không gian số đấy, thì cũng có rất nhiều những cái mẫu của những hành giả cũng hướng dẫn những cái ấn, cái bộ ấn đơn giản phổ thông. Và dường như đây cũng là một cái cách để giới thiệu với quý vị và các bạn một phần nào đó cái nét sơ cơ bản về văn hóa của Phật giáo Mật Tông. Và trong cái quá trình nghiên cứu cũng như là học tập và được tiếp xúc với một số những mật sư, những chân sư của Mật Tông, thì Tiến Mạnh cũng được biết là có một bộ đại thủ ấn hết sức là đặc biệt, đó chính là thủ ấn Ngũ Liên Hoa. Cái bộ thủ ấn Ngũ Liên Hoa này nó gồm có 5 ấn và nó liên kết với 5 hình tượng của 5 loại hoa sen với 5 màu sắc khác nhau. Như chúng ta đã biết trong kinh dịch ấy, thì nó có 5 yếu tố là kim mộc thủy hỏa thổ, hoặc là theo vòng tương sinh là mộc hỏa thổ kim thủy, thì nó là 5 cái vật chất tạo nên vũ trụ. Và mỗi cái vật chất này thì nó có một cái màu sắc riêng biệt, ví dụ màu xanh tượng trưng cho hành mộc, màu đỏ là hành hỏa, màu vàng là hành thổ, màu trắng hành kim, và màu đen là hành thủy, hoặc là màu tím cũng là hành thủy. Thì trên thực tế thì chúng ta thấy là cũng có những loại hoa sen cũng tượng trưng cho những cái màu như vậy. Chúng ta cũng đã thấy xuất hiện có hoa sen xanh, đúng không ạ? Hoa sen đỏ, hoặc là hoa sen hồng, rồi là hoa sen vàng, rồi hoa sen trắng và hoa sen tím. Thì trong này thì có, chúng ta thấy là hoa sen xanh tượng trưng cho hành mộc, hoa sen đỏ và hoa sen hồng thì tượng trưng cho hành hỏa, hoa sen vàng tượng trưng cho hành thổ, và hoa sen trắng thì tượng trưng cho hành kim, hoa sen tím thì tượng trưng cho hành thủy. Và bản thân trong một loại hoa sen, tức là một bông hoa sen, ví dụ như là hoa sen hồng, nó cũng chứa cả ngũ hành ở trong đó. Ví dụ trong một bông hoa sen hồng, chúng ta cũng đã thấy là cái thân hoa sen chính là tượng trưng cho hành mộc, đúng không ạ? Cái màu hồng hoặc là màu đỏ của cánh hoa sen nó tượng trưng cho hành hỏa. Đài sen ấy, thì nó là màu vàng, đấy, tượng trưng cho hành thổ. Thế rồi cái ngó sen ở ẩn sâu ở bên dưới của rễ sen ấy, thì là nó là màu trắng tượng trưng cho hành kim. Hành thủy trong hoa sen thì tượng trưng cho là cái phần thân bên dưới ngập ở bên dưới đầm lầy, và bản thân trong cái thân hoa sen nó có những cái khoảng rỗng, trống rỗng, có những ô trống rỗng ở trong cái thân hoa sen để nó chứa nước, thì nó cũng tượng trưng cho hành thủy. Có nghĩa là bản thân trong một đóa hoa sen hồng nó cũng đã chứa cả 5 yếu tố của kim mộc thủy hỏa thổ. Và trở lại với cái gọi là mà bộ đại thủ ấn Ngũ Liên Hoa, thì Tiến Mạnh cũng xin giới thiệu với quý vị và các bạn những cái nét đặc trưng. Bởi vì chúng ta đã biết tới một cái câu chân ngôn ở trong Mật giáo rất là hay, mà trong quá trình nghiên cứu cũng như là được tiếp xúc với các chân sư thì Tiến Mạnh cũng được biết tới một cái câu chân ngôn rất là hay, xin được đọc với các bạn. Tử liên vô úy ngại, hồng liên trí huệ sinh, thanh liên tịnh xú uế, bạch liên chiếu thập phương, hoàng liên tâm an định, pháp giới biến cương thường. Những bộ ấn chú ở trong Phật giáo Mật Tông là không truyền ra ngoài. Đấy, chỉ có những hành giả tu tập Mật Tông thì họ biết và họ tu tập để có được những cái năng lực nhất định để cứu độ, và họ hành trì để hướng tới sự giải thoát, cũng như là có những cái giác ngộ mang cái trí tuệ của mình có thể giúp đỡ chúng sinh. Thế nhưng trên thực tế có một số những cái ấn chú của Mật Tông cũng hết sức phổ biến. Ví dụ chúng ta cũng nhắc tới cái câu lục tự đại minh là Om Mani Padme Hum. Nếu mà có cái câu tâm chú cũng hết sức là phổ biến từ Tây Tạng, Mật Tông Tây Tạng cũng được truyền bá ra bên ngoài và đã trở thành một cái tâm chú mà thường hằng của những người yêu mến Phật giáo, của những người và tin tưởng vào cái con đường giác ngộ để khai mở trí tuệ, thì những người dân bình thường nhất người ta cũng thuộc. Chính vì vậy cũng có một số
những cái bộ ấn cũng hết sức là phổ biến. Ví dụ như là trong khi mà đi lễ chùa, rồi là trong các cái cuộc đăng đàn của các pháp sư, cũng như ở trong những cái cuộc chay đàn phổ biến ấy, thì chúng ta cũng thấy các pháp sư cũng có bắt những cái bộ ấn cũng hết sức là phổ biến. Và chính bản thân các hành giả, những người đi theo Phật giáo cũng biết tới, ví dụ như chúng ta biết tới cái thập ấn liên hoa trưởng, có nghĩa là chắp hai tay, khép tay như này. Đây cũng chính là thập ấn liên hoa trưởng. Đấy, cái thứ hai là chúng ta cũng biết tới cái ấn gọi là ấn chuẩn đề, cũng hết sức là phổ biến. Thì quý vị và các bạn cũng đã từng được thấy, đúng không ạ? Đây là ấn chuẩn đề. Ấn chuẩn đề đấy ạ. Vâng. Đấy, cái thứ ba là ấn hoàng liên hoa, thì chúng ta cũng thấy là rất là phổ biến, mà cũng đã từng được nhìn thấy. Nó phổ biến trên các không gian mạng, cũng như là trong các cái cuộc hành trì của các pháp sư đăng đàn, như là lễ cầu siêu hoặc là chẩn tế chúng sinh ấy, thì chúng ta thấy rất là rõ, hoặc là chúng ta rất là quen với cái ấn gọi là ấn Quan Âm. Những cái bộ ấn này chính là những cái bộ ấn cũng tương đối là phổ biến. Chính vì vậy Tiến Mạnh xin phép mạo muội để giới thiệu, và nếu như tìm hiểu thì quý vị và các bạn có thể tìm thấy ở trên các cái không gian mạng, nó rất là phổ biến. Và có thể đấy, các bạn cũng biết tới một cái ấn gọi là ấn đăng đàn. Đấy. Đấy, những cái ấn này nó cũng chính là những cái ấn rất là phổ biến. Đấy, tuy nhiên trong cái bộ ngũ liên hoa, tuy nhiên trong cái bộ ngũ liên hoa mà Tiến Mạnh muốn giới thiệu với các bạn hôm nay, thì nó là những cái bộ ấn mà không được phép truyền ra ngoài. Thậm chí trong những cái buổi hành trì, hoặc là trong những cái buổi cầu siêu, hoặc là trong những cái buổi đăng đàn, thì các pháp sư cũng không bắt ấn lộ ra bên ngoài, tức là không hiển lộ ra bên ngoài để mọi người nhìn thấy, mà họ bắt ấn trong cái ống tay áo rất là rộng và bắt ấn ở bên trong, hoặc là không bắt ấn mà chỉ là bắt ấn bằng cái tư tưởng, suy nghĩ của mình ở trong tâm thức, hay còn gọi là tâm ấn. Trên thực tế, cái tâm ấn là một trong những cái pháp mà lực hết sức là cao siêu, và là một những cái cách mà thực hành cũng như là hành trì đòi hỏi một cái công phu rất là cao. Và những người tu tập lâu dài, các chân sư lâu dài thì rất là coi trọng cái việc tâm ấn. Bởi vì trên thực tế chúng ta cũng không cần biểu lộ ra bên ngoài, mà chỉ bằng cái tâm thức của mình, bằng công phu của mình, họ bắt ấn. Nói nôm na là họ nghĩ ở trong đầu những cái hình tượng ấn, và họ bắt ấn trong cái tâm thức của mình trong các cái buổi đăng đàn, thì đấy là một cái công lực cao siêu nhất. Nói vui như trong, ví dụ như trong võ học, họ không phải là hai bên đối kháng chiến đấu với nhau bằng chân tay hoặc là bằng vũ khí, mà chỉ cần ngồi đối diện với nhau thông qua thiền định, họ có những cái chiêu thức để đối đáp với nhau, để có thể là đối kháng với nhau bằng cái tư tưởng, thì đấy là cái tinh thần của võ học cao nhất. Và trong cái vấn đề về tâm ấn mà Tiến Mạnh giới thiệu với quý vị và các bạn cũng như vậy. Thì trên thực tế tâm ấn là một trong những cái công phu thượng đẳng và cao nhất của các hành giả tu tập về mật tông. Đấy là theo cái suy nghĩ và đánh giá của Tiến Mạnh như vậy. Thế và trở lại với cái câu chân ngôn ở trong mật giáo, Tiến Mạnh rất là yêu mến cái câu chân ngôn này và cũng đã phổ nhạc. Và đây cũng là một trong những cái cách hoằng pháp và tôn vinh những chân sư, những thế hệ các tiền nhân đã có những cái công lao, cũng như là có những cái trí tuệ sáng tạo khai mở, để có thể là có những cái năng lực, và quan trọng hơn là những cái trí tuệ đó thì lại được sử dụng để giúp đỡ chúng sinh, để vượt qua những cái khó khăn ở trong cuộc sống này, khai mở, khai sáng, cũng như là để giúp con người, chúng sinh vượt qua những cái vòng sinh tử và hướng tới sự giải thoát. Thì Tiến Mạnh cũng đã phổ nhạc cái câu chân ngôn này, sau đây xin giới thiệu qua với quý vị và các bạn.
liên vô ý ngại, hồng liên chi huệ sinh, thanh liên tình du huệ, bạch liên chiêu thập phương, hoàng liên tâm an định, pháp giới biến cương thường. Liên vô ý ngại, hồng liên chi huệ sinh, thanh liên tình du huệ, bạch liên chiêu thập phương, hoàng liên tâm an định, pháp giới biến cương thường. Chi về sĩ thanh liên tình du huệ, bạch liên chiêu thập phương, hoàng liên tâm an định, pháp giới biến cương thường. Tử liên vô ý ngại, hồng liên chi về sĩ liên tình du huệ, bạch liên chiêu thập phương, hoàng liên tâm an định, pháp giới biến cương thường. Thưa quý vị và các bạn, vừa rồi Tiến Mạnh đã giới thiệu với quý vị và các bạn đôi nét về đại thủ ấn ngũ liên hoa, tức là giới thiệu về tâm ấn của ngũ liên hoa. Và Tiến Mạnh cũng xin được nhắc lại là trên thực tế những cái bộ ấn chú của Phật giáo Mật Tông là không được truyền ra ngoài. Thế và những hành giả có những cái công phu năng lực thâm hậu thì thường trong các cái buổi chay đàn, các buổi đăng đàn thì thậm chí họ không bắt ấn hiển thị bằng tay ra bên ngoài mà thường giấu trong ống tay, hoặc là đơn giản hơn là dùng pháp lực, dùng tâm ấn. Tâm ấn có nghĩa là gì? Tâm ấn có nghĩa là bắt ấn bằng tư tưởng, bằng tâm thức. Có nghĩa là tâm ấn là bắt ấn bằng quán tưởng, không biểu thị ra tay và các hành động bên ngoài, thì đấy là tâm ấn. Và đây là một trong những năng lực cao siêu nhất. Còn trong cái chương trình thì Tiến Mạnh cũng giới thiệu với quý vị và các bạn một vài những cái ấn rất là phổ biến được truyền ra bên ngoài và hầu như những hành giả cũng như là những Phật tử rất nhiều người biết, ví dụ như là thập ấn. Đấy, chúng ta là chắp tay khi mà làm lễ chẳng hạn, đấy là thập ấn liên hoa trưởng chẳng hạn. Rồi là cái ấn đại bi, ấn cúng dường, hoặc là ấn quan âm, hoặc là ấn chuẩn đề, thì đấy là những cái ấn mà thường ngày các quý vị, các chư vị, các Phật tử cũng đã biết tới. Tuy nhiên chúng ta cũng không nên là tự tập hoặc là tự xem video để tập theo những cái bộ ấn chú đó. Bởi vì trên thực tế những người mà được học những cái bộ ấn chú đó thì phải được truyền dạy bởi bởi những chân sư và có người hướng dẫn hết sức là cụ thể thì nó mới có tác dụng. Còn trong video hôm nay Tiến Mạnh giới thiệu với quý vị và các bạn đôi nét về những cái ấn mà rất là phổ biến mà hầu như các Phật tử đều biết, chỉ với một cái mục đích là để chúng ta biết thêm được cái sự vi diệu trong văn hóa của Phật giáo và đặc biệt là Phật giáo Mật Tông. Thì các hành giả cũng đã có những cái công phu tu tập và với một cái mong muốn để mang cái sức lực trí tuệ và năng lực của mình để có thể chia sẻ, giúp đỡ vì sự phát triển của cộng đồng và giúp đỡ chúng sinh để thoát khỏi vòng luân hồi, hướng tới sự giải thoát. Và một lần nữa thì xin cảm ơn quý vị và các bạn đã dành thời gian cho Mật Mã Âm Nhạc hôm nay. Namaskar, xin chào tạm biệt quý vị và các bạn. Tử liên vô ý ngại, hồng liên chi huệ sinh, thanh liên tình du huệ.
quê. Bạch Liên chiêu thập phương, Hoàng Liên tâm an định, Pháp giới biến cương thường. Tử Liên vô úy ngại, Hồng Liên chi huệ sinh, Thanh Liên tình du quê. Liên chiêu thập phương, Hoàng Liên tâm an định, Pháp giới biến cương thường. Tử Liên vô úy ngại, Hồng Liên chi huệ sinh, Thanh Liên tình du uế, Bạch Liên chiêu thập phương. Rơi biến cương thường. Tử Liên vô úy ngại, Hồng Liên chi huệ sinh, Thanh Liên tình du uế, Bạch Liên chiêu thập phương, Hoàng Liên tâm an định, Pháp giới biến cương thường.